mình đi học bằng lái xe để giúp cho bà con, những bệnh nhân nghèo người ta không có tiền để đi tới các bệnh viện á. Tôi có bà mẹ già ở bệnh tim lâu năm rồi, nằm bệnh viện này cũng cả năm rồi, nhờ biết ăn từ thiện một ngày ba bữa, chứ nhờ xe đưa rước rồi tính ra cũng đỡ tốn kém gì lắm. Ban từ thiện Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh trước đây do cựu chiến binh bác sĩ Đỗ Thị Ngon gầy dựng. Công tác nhiều năm trong ngành y, bác sĩ Ngon gần gũi, thấu hiểu được biết bao cảnh đời nghèo khó. Khi về hưu, bác sĩ Ngon đã bán phòng mạch tư để có tiền gửi tiết kiệm, lấy lãi hỗ trợ các hoạt động của hội và bếp ăn. Từ lúc đó, bệnh nhân nghèo có được chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất khi phải chống chọi với bệnh tật. Người ta khó khăn gì thì mình trợ giúp được phần nào thì được cái lòng mình vui đấy. Khi đi vô đây thì mấy anh công tác ở đây rất là tốt, làm rất là nhiệt tình. Tất nhiên là ở nơi nào khó khăn thì mấy anh rất là hỗ trợ, vừa gạo thóc rồi cơm nước hàng ngày. Thì thấy cái đó là quá nhiệt tình. Do đó là mình thấy nếu mà ai cũng có cái tấm lòng mà giúp đỡ cái xã hội này thì mình thấy cái xã hội nó bớt đi cái gánh nặng. Với phương châm thắp sáng niềm tin cuộc sống, ban từ thiện còn đồng hành với các hoạt động phúc lợi ở địa phương, xây cầu, xây đường nông thôn, trợ cấp cho những cụ già neo đơn. Những khoản viện phí cũng kịp đến tay bệnh nhân đặc biệt khó khăn, những chiếc xe lăn, xe lắc dành cho người khuyết tật bán vé số vơi bớt nhọc nhằn mưu sinh, dành những nụ cười cho trẻ hở hàm ếch và cả những suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó như những nhịp cầu nối đến tương lai phía trước.